Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin đã lên thớt cho Nguyễn Thành Phong mức án cách chức hay bỏ tù. Vào ngày 8 tháng 7 năm 2022, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã chính thức kỷ luật cảnh cáo với ông cựu chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong. Ông Nguyễn Thành Phong bị kỷ luật chung với Ban Cán sự Đảng của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Thành Phong đang là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Trước đây, ông Phong giữ chiếc ghế của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đầy quyền lực. Tiền nhiệm của Nguyễn Thành Phong là Lê Hoàng Quân. Có thể nói Lê Hoàng Quân sai phạm nặng hơn Nguyễn Thành Phong, nhưng đến bây giờ ông Quân vẫn bình chân như vậy, chưa ai dám đụng đến ông này. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong. Được biết vào ngày 8 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Trung ương Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị để xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021. Và ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương, cựu Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021. Theo phía chính quyền, Bộ Chính trị đã quyết định thi hành kỷ luật ông Phong dựa vào tính chất, mức độ, hậu quả. Thực ra, Bộ Chính trị căn cứ vào những gì mà Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đưa lên. Người đứng đầu của cuộc điều tra nội bộ này là ông Trần Cẩm Tú. Ông Tú đã nhận mệnh lệnh của Bộ Chính trị để điều tra, thì khi ông này đề nghị mức án kỷ luật sẽ được Bộ Chính trị gật đầu. Theo bản kết luận thông báo thì Ban Cán sự Đảng ủy Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo để Ủy ban Nhân dân thành phố và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong quản lý tài sản và quản lý tài chính của nhà nước, xảy ra nhiều vụ án vụ việc trên địa bàn thành phố, nhiều tổ chức đảng đảng viên đã bị kỷ luật. Một số cán bộ đảng viên, trong đó có cả lãnh đạo chủ chốt của Ủy ban Nhân dân thành phố và một số cơ sở ngành bị xử lý hình sự. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong chính thức bị kỷ luật. Ông Nguyễn Thành Phong trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã vi phạm về những điều đảng viên không được làm. Quy định về trách nhiệm nêu gương, chịu trách nhiệm chính và chịu trách nhiệm là người đứng đầu đối với các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng và Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021. Ông ta cũng phải chịu trách nhiệm trực tiếp và trách nhiệm cá nhân về những vi phạm, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2016-2021 đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Và hậu quả mà ông Nguyễn Thành Phong gây ra cũng rất khó khắc phục, làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước, gây sự dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của đảng bộ, chính quyền và sự phát triển kinh tế, xã hội của thành phố và cá nhân ông Nguyễn Thành Phong. Đây là hình ảnh ông Chu Ngọc Anh. Liệu ông Nguyễn Thành Phong có bị tương tự hay không là câu hỏi mà dư luận đặt ra. Hầu hết các bản kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đều na ná giống nhau về nội dung. Trong đó từ vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ là thường lặp đi lặp lại trong các bản kết luận. Thường gì về mặt pháp luật người ta mới kết luận chi tiết, còn về mặt đảng thì chỉ là kết luận mang tính chung chung mà thôi. Đấy là cách buộc tội khá mơ hồ, làm cho người bị kỷ luật và người dân chỉ hiểu một cách chung chung, làm cho vi phạm nội bộ và nội quy của đảng. Còn vi phạm như thế nào thì cũng không ai rõ cả. Vậy câu hỏi đặt ra là mức kỷ luật dành cho Nguyễn Thành Phong là ở mức nào? Theo một số chuyên gia phân tích thì có khả năng ông Nguyễn Thành Phong sẽ sớm về hưu non, còn khả năng bị bắt giữ như ông Chu Ngọc Anh thì thấp hơn. Tuy nhiên vẫn có thể có những điều bất ngờ xảy ra. Khả năng ông Nguyễn Thành Phong bị bắt vẫn chưa thể bị loại trừ. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Chỉ 6 tháng, ông Trọng đã quật 142 tổ chức và đốt 6.519 củi to, củi nhỏ. Đam và Phong đang run.
Theo báo chí nhà nước Việt Nam thì vào ngày 7 tháng 7, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã tổ chức hội nghị toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Chỉ mới trong 6 tháng qua, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra hơn 24.700 tổ chức đảng và hơn 106.600 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1.017 tổ chức đảng và 3.588 đảng viên. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát với hơn 11.600 tổ chức đảng cấp dưới. Cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật 142 tổ chức đảng và 16.519 đảng viên. Trong đó, Ban chấp hành Trung ương thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với 2 ủy viên Trung ương đảng. Bộ Chính trị thi hành kỷ luật và cảnh cáo 6 tổ chức đảng, khiển trách 2 đảng viên. Ban Bí thư thi hành kỷ luật cảnh cáo 2 tổ chức đảng, 19 đảng viên như cách chức 5 đảng viên, khai trừ 14 đảng viên. Ủy ban các cấp đã thi hành kỷ luật tới 48 tổ chức đảng và hơn 2.060 đảng viên. Đây là hình ảnh thành tích của ông Nguyễn Phú Trọng. Ông Trần Cẩm Tú là cánh tay đắc lực của ông Tổng, nhận nhiệm vụ của ông Tổng đi nhặt củi. Ông Tú cho biết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng đang được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có chất lượng, hiệu quả. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thực hiện kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Nhiều vụ việc tồn đọng, phức tạp được kiểm tra, xử lý, những vụ việc mới phát hiện được kiểm tra xử lý kịp thời. Ông Trần Cẩm Tú cho biết qua kiểm tra và xử lý vi phạm, ngày càng nhận diện rõ hơn mức độ suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, vi phạm những điều đảng viên không được làm, vi phạm trách nhiệm nêu gương của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Trần Cẩm Tú cho biết sẽ quyết liệt, chủ động, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn và cương quyết xử lý những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tham nhũng, tiêu cực trong đảng và trong hệ thống chính trị. Và nếu quả thực họ làm như vậy, thì có lẽ đa số đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam phải ra khỏi đảng. Và ông nói rằng phải kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm trong các vụ việc, vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, theo dõi, chỉ đạo. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Thành Phong. Vụ án Việt Á chưa kết thúc, còn đó Vũ Đức Đam chưa được xử lý thích đáng. Cũng còn đó Nguyễn Thành Phong đang đợi đến lượt. Sẽ có nhiều vụ bắt bớ kinh thiên động địa là các quan chức cấp cao đến cơ sở, xanh mặt khắp nơi. Còn 6 tháng nữa là hết năm 2022, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đang thúc ông Trần Cẩm Tú chạy hết công suất để có kết luận thanh tra và sau đó là ông Tô Lâm sẽ vào cuộc bắt bớ. Đảng Cộng sản Việt Nam đang trải qua một thời kỳ đại phẫu và với bản chất ai cũng tham nhũng thì không ai có thể an toàn được trước chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng. Thượng tầng chính trị của Việt Nam đang rất rối ren vì đấu nhau mà chẳng ngần ngại đưa hết chuyện bí mật lên mặt báo. Có người dự đoán đến nhiệm kỳ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam khi chấm dứt sẽ hứa hẹn là một nhiệm kỳ khốc liệt không kém gì thời ông Nguyễn Tân Dũng còn làm thủ tướng. Với ông Nguyễn Phú Trọng, ông đang đánh mạnh, đánh loạn xạ và đánh tứ phía, làm cho các đối thủ chính trị không biết đường nào mà đỡ đòn. Hiện nay, cả ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Phú Trọng đều đang tỏ ra lúng túng, chủ yếu là chống đỡ các dư luận nhắm vào bản thân ông, chứ hoàn toàn không hề có vẻ gì những ông này đang chủ động trên bàn cờ chính trị của Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Vũ Đức Đam. Có lẽ khó mà chạm tới tứ trụ, nhưng chạm tới vài ủy viên Trung ương Đảng nữa là hoàn toàn có thể. Người dễ bị xử lý nhất là Nguyễn Thành Phong, người tiếp theo rất có thể là Vũ Đức Đàm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin chỉ 6 tháng, ông Trọng đã quật 142 tổ chức và đốt 6.519 củi to nhỏ. Đàm Phong đang run. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo .d và mời các vị trực tiếp xem những bản tin lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.